chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tử vi tiết lộ, năm Rồng nổ lộc cực giàu, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, bất ngờ vượt qua mọi tai ương, nổ lộc cực lớn, đổi đời cực giàu năm 2024. Canh Tuất giúp đỡ mọi người, lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương, họa tai họa kiếp tránh đường, tự thân an lạc tai ương xa rời, sinh thời làm thiện hết đời, tạo nhiều công đức Phật trời thương cho, mai này thân xác thành tro, hồn về cực lạc chẳng lo muộn phiền, thả hồn dạo bước cõi tiên, đâu còn chi nữa ưu phiền thế gian. Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý vị cô bác anh chị có một ngày nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập kênh Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị Canh Tuất đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có sự đón xem và theo dõi của quý cô bác anh chị, nên kênh Tử Vi đang ngày càng phát triển và đang góp một phần nhỏ để thực hiện được ước nguyện cho việc gieo duyên thiện lành, trao phước báu đến những mảnh đời khó khăn có cơ hội được diễn ra suôn sẻ. Công đức vô lượng này xin được hồi hướng cho tất cả quý cô bác, anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận vô cùng giá trị bên dưới video trên kênh Tử Vi. Quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, cuộc sống giống như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy và biến đổi. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi qua mỗi ngày, mỗi giờ và thậm chí mỗi giây, vạn hữu đều trải qua quá trình thay đổi liên tục. Nhìn vào cuộc sống, Canh Tuất đã thấy được mọi thứ đều vô thường. Ngày này rồi sẽ qua đi, tuổi trẻ dần trở thành tuổi già và những sự kiện Canh Tuất không muốn nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tử Vi và Canh Tuất không thể kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống và điều này khiến cuộc sống trở nên không chắc chắn. Đức Phật đã dạy rằng, việc hiểu và chấp nhận sự thay đổi và vô thường là cách để đối diện với cuộc sống một cách sáng suốt và tỉnh thức. Thay vì bám vào những điều tạm thời và hy vọng vĩnh hằng trong cõi tạm thời này, bản mệnh Canh Tuất nên tập trung vào hiện tại của mình, vào bản thể vô sinh bất diệt. Đó là nơi Canh Tuất có thể tìm thấy sự yên bình và sự tự tại giữa biến đổi vô tận của cuộc sống. Cuộc sống không ngừng thay đổi và điều đó là điều tất yếu. Sự thay đổi không phải lúc nào cũng dẫn đến điều tồi tệ. Nó cũng mang theo cơ hội và sự phát triển. Việc hiểu và đón nhận sự thay đổi là một phần quan trọng của việc trưởng thành và học hỏi. Nó là cách để Canh Tuất tiến xa hơn trong cuộc hành trình của cuộc sống và tìm thấy sự tự do giữa sự vô thường của thế gian. Tử Vi hiểu rằng cuộc sống của Canh Tuất đang rất mỏi mệt, nhưng vẫn phải gồng mình lên để mưu sinh sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Canh Tuất hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một chút. Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Canh Tuất, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người của bác anh chị nhé. Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Canh Tuất phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Năm Rồng nổ lộc cực giàu, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, bất ngờ vượt qua mọi tai ương, nổ lộc cực lớn, đổi đời cực giàu năm 2024. Quý vị Canh Tuất thân mến, theo Tử Vi tiết lộ luận giải mới nhất từ các bậc thầy Tử Vi,
khi bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, vận trình của bản mệnh Canh Tuất có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Canh Tuất tận dụng những dự ngôn luận giải của tử vi như thế nào. Nếu những luận dài của tử vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Canh Tuất cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nhưng tử vi luôn nguyện cầu cho cô bác, anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Ngay sau đây xin mời quý cô bác anh chị Canh Tuất cùng lắng nghe luận giải tổng quan tử vi của bản mệnh Canh Tuất trong năm 2024. Năm 2023 đã khép lại với những thành tựu chuyên môn đáng tự hào của tuổi Canh Tuất. Vậy năm 2024 sẽ như thế nào? Theo luận giải mới nhất tử vi tuổi Canh Tuất năm 2024, năm Giáp Thìn sẽ là một năm đầy thú vị và hứa hẹn cho những dự án cá nhân của cô bác, anh chị Canh Tuất. Canh Tuất có thể làm được nhiều điều mà bản mệnh mong muốn. Từ việc chuyển nhà, tổ chức đám cưới du lịch khắp nơi cho đến việc thực hiện những ước mơ lớn lao, Canh Tuất sẽ có cơ hội tận hưởng thành quả của những nỗ lực và cố gắng của mình trong năm qua, và sống một cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Canh Tuất có thể thảnh thơi và lười biếng. Năm Giáp Thìn cũng sẽ đem đến những thách thức và biến động cho cô bác anh chị tuổi Canh Tuất. Canh Tuất sẽ phải đối mặt với những khó khăn và áp lực trong công việc, gia đình, tình yêu hay sức khỏe. Bản mệnh Canh Tuất sẽ phải học cách thích nghi và chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống. Canh Tuất sẽ phải dùng trí tuệ sáng tạo và sự kiên trì để vượt qua những rào cản và giải quyết những vấn đề. Nhưng đừng lo lắng quá, bởi năm Giáp Thìn cũng sẽ mang lại cho tuổi Canh Tuất rất nhiều năng lượng tích cực, động lực và niềm tin. Canh Tuất sẽ có được sự giúp đỡ và ủng hộ từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Cô bác anh chị Canh Tuất sẽ có được sự may mắn và cơ hội để phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng và kiến thức. Canh Tuất sẽ có được sự tự do và linh hoạt để làm những gì Canh Tuất yêu thích và theo đuổi niềm đam mê của mình. Vừa rồi là những luận giải tổng quan về vận trình của quý bản mệnh Canh Tuất trong năm 2024. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị Canh Tuất cùng lắng nghe những dự ngôn tổng quan về vận trình tử vi hàng tháng âm lịch trong năm 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng lúc trầm. Quan trọng là Canh Tuất luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Vận trình tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2024, tháng Dần, xuất hiện quý nhân hỗ trợ vấn đề công việc hoặc tiền bạc, đầu năm chi tiêu vẫn khá thoải mái, có người mang mối nhân duyên cát lành tới, hãy chủ động nắm bắt. Vận trình tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2024, tháng Mão, có lộc kinh doanh, buôn bán nhưng không quá lớn, có sự hỗ trợ từ phía người thân, gia đình nên tháo gỡ một vài khó khăn tài chính. Vận trình tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2024, tháng Thìn, đi lại cẩn trọng kẻo gặp tai nạn xe cộ, đề phòng bị mất trộm đồ đạc quý giá, xuất hành gia bất lợi có thể bị nhỡ tàu xe hoặc sự cố bất ngờ, khiến hành trình lỡ dở hoặc tốn kém tiền bạc. Vận trình tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2024, tháng Tỵ, đảm đương nhiều việc cùng lúc, nhưng khó đạt được kết quả vẹn toàn, tài khí có tăng có thể có nguồn thu phụ nho nhỏ đủ để lo toan cuộc sống. Vận trình tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2024, tháng Ngọ, có quý nhân từ phương xa trợ giúp đi xa có lợi, có thể thay đổi vị trí công việc tốt hơn, có bệnh gặp đúng thầy, đúng thuốc nên nhanh khỏi. Vận trình tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2024, tháng Mùi, cơ thể suy nhược có thể mắc trọng bệnh khiến hao tán không ít tiền của, hạn chế đi lại đường sông nước kèo gặp nạn bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Vận trình tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Thân, sức khỏe giảm sút đề phòng các chứng bệnh về đường hô hấp,
chuyện tình cảm tiến triển tốt. Tuy nhiên, tiền bạc lại bất ổn, có thể phải lâm cảnh vay mượn. Vận trình tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2024, tháng Dậu, có lộc trong kinh doanh buôn bán, có dấu hiệu tăng lương hoặc tăng thu nhập, tuy nhiên còn chưa mạnh, có bệnh vái tứ phương thành ra tiền bạc tốn kém. Vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2024, tháng Tuất, gia đạo trục trặc, xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, có điềm báo thị phi, tiểu nhân quấy phá hoặc họa lao ngục, hết sức cẩn trọng khi ký kết giấy tờ làm ăn. Vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2024, tháng Hợi, của đi thay người, mất chút tiền của nhưng còn giữ được mình, có điểm bất lợi khi đi xa thận trọng với chính người xung quanh mình, kẻ sẽ vướng vào rắc rối, lừa đảo. Vận trình tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2024, tháng Tý, công việc nhiều áp lực nhưng có quý nhân hỗ trợ, kết quả đạt được cũng tương đối, đi đứng cẩn thận, tránh va quệt xe cộ. Vận trình tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2024, tháng Sửu, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm, thêm nguồn thu phụ từ các việc ngoài luồng hoặc đầu tư kinh doanh, căng thẳng công việc khiến sức khỏe giảm sút, khó tránh tình trạng đau nửa đầu hoặc mất ngủ. Vừa rồi là những dự ngôn luận dài về vận trình 12 tháng âm lịch trong năm 2024. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị canh tuất cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về diễn biến các phương diện, bao gồm sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên gia đạo. Vậy bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, quý bản mệnh cô bác anh chị canh tuất sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống bình an, giàu có, viên mãn? Xin mời cô bác anh chị canh tuất cùng tiếp tục lắng nghe. Trước tiên sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện sức khỏe của quý cô bác, anh chị canh tuất trong năm 2024. Năm 2024 là năm của rồng, một con giáp mang lại sự may mắn và thành công cho nhiều người. Tuy nhiên, đối với những cô bác anh chị tuổi canh tuất, năm mới cũng sẽ đem đến những thách thức và khó khăn trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, về sức khỏe. Cô bác anh chị tuổi canh tuất có một thể chất khỏe mạnh và một tinh thần lạc quan trong năm 2024. Canh tuất có nhiều năng lượng và sáng tạo để thực hiện những dự định và mục tiêu của mình. Tuy nhiên, bản mệnh canh tuất cũng không nên chủ quan vì ảnh hưởng của rồng có thể khiến canh tuất gặp phải những vấn đề về sức khỏe như cảm cúm, viêm họng, đau lưng hay chấn thương. Để phòng ngừa những bệnh này, bản mệnh cần chú ý đến việc duy trì sức khỏe thể chất bằng cách tập luyện thường xuyên và ăn uống hợp lý. Canh tuất nên chọn những môn thể thao phù hợp với sở thích và khả năng của mình như bóng đá, bơi lội, đi bộ hay yoga. Canh tuất cũng nên ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước để cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Ngoài ra, canh tuất cũng không nên quên đi việc chăm sóc sức khỏe tinh thần bởi năm 2024 sẽ có nhiều áp lực và lo toan từ công việc và gia đình. Cô bác anh chị canh tuất cần tìm cách thư giãn và giải tỏa căng thẳng bằng những phương pháp như thiền, nghe nhạc, đọc sách hay làm những điều mình thích. Bản mệnh canh tuất cũng nên ngủ đủ giấc để cải thiện trí nhớ và tập trung. Đối với nam mạng, mệnh chủ nên thiết lập những thói quen tốt để chăm sóc sức khỏe, thường xuyên thăm khám để có những điều trị kịp thời. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng để mệnh chủ hưởng thụ cuộc sống, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Năm 2024, canh tuất nam mạng nên cải thiện đời sống tinh thần minh mẫn, tích cực, tâm tốt thì mọi hoàn cảnh đến với mình cũng sẽ tốt. Dù gặp chuyện không thuận lợi, cũng bình tĩnh đối diện, hành xử bằng đạo đức thì mọi thứ sẽ êm đẹp. Đối với nữ mạng tuổi canh tuất khi bước sang độ tuổi 55, có sức khỏe thì sẽ có được tất cả. Mệnh chủ nữ mạng vì thế nên hình thành những thói quen tốt, thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động, khám sức khỏe định kỳ, vân vân để chăm sóc cơ thể tốt nhất. Hơn nữa, muốn cho thân không có bệnh thì tâm phải không có bệnh.
Vì thế, nữ tuổi Canh Tuất 1970 nên dành thời gian rảnh rỗi để thiền định, tu tập, rèn luyện sức khỏe từ trong ra ngoài. Tâm trí an lành thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Tiếp theo là dự ngôn tử vi về phương diện công danh, sự nghiệp của quý bản mệnh, cô bác anh chị Canh Tuất trong năm 2024. Đối với những người sinh năm Canh Tuất, đây là một năm có nhiều cơ hội và thách thức trong sự nghiệp. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về công việc của tuổi Canh Tuất trong năm 2024, cũng như đưa ra những gợi ý hữu ích để Canh Tuất có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội và vượt qua những khó khăn. Trước tiên, chúng ta cùng xem xét về tình hình công việc của tuổi Canh Tuất trong năm 2024. Tuổi Canh Tuất có sao Thái Dương chiếu mệnh mang lại sự tự tin, quyết đoán và năng động cho Canh Tuất. Canh Tuất sẽ không ngại khó khăn hay thử thách mà luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và sự nghiệp. Canh Tuất cũng có sự hỗ trợ của sao Thiên Phúc mang lại may mắn và thành công cho Canh Tuất. Trong các dự án hoặc hợp đồng kinh doanh, Canh Tuất sẽ có được những kết quả tốt đẹp và được đánh giá cao bởi cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào Canh Tuất cũng gặp thuận lợi trong công việc. Canh Tuất cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những người khác, đặc biệt là những người sinh năm Giáp Tý, Ất Sửu hoặc Bính Thìn. Họ có thể gây ra những phiền toái hoặc tranh giành quyền lợi với Canh Tuất. Canh Tuất cũng phải cẩn thận với sao Nguyệt phá, gây ra những rắc rối hoặc tai tiếng trong công việc. Canh Tuất có thể bị hiểu lầm, bị vu oan hoặc bị tổn thương danh dự. Canh Tuất cần phải giữ gìn uy tín và tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết. Vậy Canh Tuất nên làm gì để có một năm công việc thuận buồm xuôi gió? Sau đây là một số gợi ý cho Canh Tuất. Hãy tận dụng thời điểm xuân sang để bắt đầu những dự án mới hoặc tìm kiếm những cơ hội việc làm mới. Đây là thời điểm may mắn và thuận lợi nhất cho Canh Tuất trong năm. Hãy chủ động và sáng tạo trong công việc. Đừng ngại thử thách bản thân và học hỏi những kỹ năng mới. Canh Tuất sẽ có được sự công nhận và khen ngợi từ người khác. Hãy biết phối hợp và hợp tác với những người có ích cho Canh Tuất, đặc biệt là những người sinh năm Nhâm Ngọ, Quý Mùi hoặc Canh Thân. Họ sẽ giúp Canh Tuất giải quyết những vấn đề khó khăn hoặc mở rộng mối quan hệ kinh doanh. Hãy cẩn trọng và thận trọng trong những giao dịch hoặc hợp đồng kinh doanh. Đừng vội vàng ký kết, mà hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện. Canh Tuất cũng nên tìm hiểu kỹ về đối tác hoặc khách hàng của mình để tránh những rủi ro không đáng có. Hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần, đừng để công việc làm Canh Tuất quá căng thẳng hay mệt mỏi. Canh Tuất cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và bản thân. Canh Tuất cũng nên tham gia những hoạt động giải trí hoặc từ thiện để tạo ra những năng lượng tích cực cho mình. Đối với nam mạng, năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Tuất đã đạt được những thành tựu nhất định. Không áp lực kinh tế nên mệnh chủ làm việc khá nhẹ nhàng, thoải mái, gặp vấn đề gì cũng có kinh nghiệm giải quyết. Nếu có ý định đầu tư trong năm nay, mệnh chủ cần có sự tính toán, suy xét. Là người cần mẫn chăm chỉ, nam Canh Tuất thường đảm trách xử lý những công việc quan trọng. Lời khuyên năm nay cho chủ mệnh là nên ưu tiên sức khỏe của mình, không nên làm việc lao lực để giữ có tâm tính bình hòa, giảm lo âu, từ đó sẽ điềm tĩnh đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Đối với nữ mạng Canh Tuất 55 tuổi đa số đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là thời điểm quý bà nên hài lòng với các thành tựu đạt được cho đến hiện tại của mình. Mọi công việc sẽ bớt đi những áp lực, đi theo quỹ đạo mới, hướng về trong gia đình nhiều hơn. Là người cần mẫn chăm chỉ, nữ mạng Canh Tuất thường duy trì công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường, sở thích để mỗi khi rảnh rỗi không bị nhàm chán. Tuy nhiên, năm nay mệnh chủ nên giảm khối lượng công việc để tránh tinh thần âu lo, căng thẳng. Vậy bước sang năm 2024, tình hình tài chính của cô bác, anh chị Canh Tuất sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe. Năm 2024,
Năm rồng mang lại sự may mắn, phú quý và quyền lực cho những người sinh ra dưới dấu hiệu của nó. Nhưng không phải tất cả các con giáp đều có thể hưởng lợi từ sức mạnh của rồng. Tuổi Canh Tuất là những người sinh năm 1970. Canh Tuất có tính cách trung thực, chung thủy, kiên cường và chịu khó. Canh Tuất cũng rất thông minh, sáng tạo và có khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, Canh Tuất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự bất an, thiếu tự tin và thiếu kiên nhẫn. Canh Tuất cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và không để bị cuốn vào những tranh cãi vô ích về mặt tài chính. Tuổi Canh Tuất sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và biến động trong năm 2024. Canh Tuất sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu thiết yếu và các hoạt động xã hội. Canh Tuất cũng sẽ gặp phải những rủi ro và cạnh tranh cao trong kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, Canh Tuất không nên tuyệt vọng hay từ bỏ. Nếu các Canh Tuất biết làm việc chăm chỉ, sáng tạo và linh hoạt, Canh Tuất sẽ có thể tìm ra những giải pháp mới để tăng thu nhập và giảm chi phí. Canh Tuất cũng sẽ có được sự giúp đỡ từ rồng, người sẽ mang lại cho Canh Tuất may mắn và thuận lợi trong các giao dịch tài chính. Năm 2024 cũng là một năm tốt để tuổi Canh Tuất vay tiền hoặc đầu tư vào những tài sản có giá trị cao. Canh Tuất có thể dùng tiền vay để trả nợ mua nhà xe hoặc đồ đạc mới. Canh Tuất cũng có thể đầu tư vào các dự án kinh doanh có triển vọng hoặc các khoản đầu tư sinh lời cao. Tuy nhiên, Canh Tuất cũng cần thận trọng và không quá lạm dụng tiền vay hay đầu tư quá liều lĩnh. Canh Tuất cần phải tính toán kỹ lưỡng và chọn những khoản vay hay đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của mình. Đối với nam mạng, vào năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi Canh Tuất vẫn giữ được sự ổn định. Công việc chính của chủ mệnh vẫn đem lại những nguồn thu đều đặn. Là người chi tiêu tiết kiệm, lối sống giản dị nên Canh Tuất nam mạng đã sớm lo liệu được quỹ tiết kiệm dự phòng tương lai cho mình. Năm nay, quý ông có nhiều niềm vui từ việc con cháu báo hiếu quan tâm, mệnh chủ. Chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, chi tiêu hợp lý thì tiền tài không còn là mối bận tâm lo nghĩ, đời sống sẽ an lạc, thoải mái hơn và trở thành động lực cho con cháu noi gương. Đối với nữ mạng, năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý bà Canh Tuất khá ổn định. Quý bà vẫn có một số nguồn thu nhập đều đặn từ buôn bán, kinh doanh hàng tháng, lương hưu. Với đức tính giản dị, cẩn thận, nên mệnh chủ đã sớm có khoản tiền tiết kiệm dự phòng cho mình. Năm nay bên cạnh việc tiết kiệm, mệnh chủ cũng nên đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Nữ mạng Canh Tuất 1970 nên thăm người thân, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó để có thêm nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhìn chung, năm 2024 là một năm khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội cho cô bác anh chị tuổi Canh Tuất. Bản mệnh cần phải biết kiên trì, chủ động và sáng tạo để vượt qua những thách thức và khai thác những tiềm năng của mình. Canh Tuất cũng cần phải biết quản lý tài chính một cách hợp lý và khôn ngoan để tận dụng tối đa sự may mắn và thuận lợi từ rồng. Nếu Canh Tuất làm được như vậy, Canh Tuất sẽ có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của mình và đạt được những thành công lớn trong năm 2024. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện tình duyên gia đạo của quý bản mệnh Canh Tuất trong năm 2024. Năm 2024 là một năm đặc biệt cho những người sinh năm Canh Tuất, bởi đây là năm mà Canh Tuất sẽ có những thay đổi lớn trong cuộc sống, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Luận tử vi tuổi Canh Tuất thấy rằng, năm nay Canh Tuất sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và củng cố tình yêu của mình. Dù Canh Tuất đã có bạn đời hay vẫn đang độc thân, Canh Tuất sẽ dành nhiều thời gian và tâm trí cho người mình yêu thương và gia đình, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Canh Tuất sẽ có một tầm nhìn xa hơn về tương lai của mình và người ấy và sẵn sàng chia sẻ những trách nhiệm và niềm vui. Canh Tuất cũng sẽ có khả năng giải quyết những vấn đề hay xung đột có thể xảy ra trong quá trình gắn kết. Bằng cách kiên nhẫn và linh hoạt, Canh Tuất sẽ làm cho người ấy cảm thấy an toàn và hạnh phúc bên Canh Tuất.
Nếu canh tuất nào còn đang độc thân và đang tìm kiếm tình yêu, canh tuất sẽ không phải chờ đợi lâu. Năm 2024 là năm thuận lợi cho canh tuất để gặp gỡ và kết nối với những người mới. Có thể là qua các hoạt động xã hội, công việc hay du lịch, canh tuất sẽ có một sức hút mạnh mẽ và tự tin khi tiếp xúc với người khác. Canh tuất cũng sẽ biết cách lắng nghe và thể hiện sự quan tâm đến người canh tuất thích. Canh tuất có thể bắt đầu một mối quan hệ mới và nuôi dưỡng nó bằng cách chia sẻ những điều chung và khác biệt giữa hai người. Dù canh tuất ở trong hoàn cảnh nào, canh tuất cũng nên biết rằng tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống. Canh tuất không nên để công việc hay những tham vọng cá nhân chiếm quá nhiều thời gian của mình. Canh tuất cũng không nên tự áp lực hay so sánh bản thân với người khác. Hãy sống với trái tim của mình và hãy cho người ấy biết rằng canh tuất yêu họ bằng những hành động và lời nói chân thành. Năm 2024 sẽ là một năm tuyệt vời cho tình yêu của canh tuất. Chỉ cần canh tuất biết cách trân trọng và bảo vệ nó. Do đó, tử vi năm 2024 của người tuổi canh tuất báo hiệu rằng phần đầu tiên của năm sẽ là khoảng thời gian canh tuất ngồi lại và suy ngẫm về những kỳ vọng của mình, đồng thời buộc canh tuất phải kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của canh tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Thực tế, từ tháng 9 trở đi, canh tuất sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người hơn. Canh tuất có thể bắt gặp một khuôn mặt mà cuối cùng sẽ xoay sở để trấn an canh tuất, giúp canh tuất thoải mái và đơn giản là chiếm được trái tim của canh tuất, mở ra những triển vọng, tình yêu mới trong tương lai. Bởi vì sự khởi đầu của một mối quan hệ này thực sự sẽ có những khía cạnh lâu dài. Đối với nam mạng tuổi canh tuất 1970 sống tình cảm nhưng kín kẽ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Bởi vậy, quý ông canh tuất trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Năm 2024, gia đạo của nam canh tuất êm ấm, hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên sẽ giải quyết được những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của nam mạng canh tuất với người bạn đời, con cháu sẽ giúp các thành viên đồng cảm, gắn kết với nhau hơn. Đối với nữ mạng, tuổi canh tuất 1970 nữ mạng là người phụ nữ đảm đang, dành cả cuộc đời để lo toan vun vén cho gia đình. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ lúc nào cũng làm gương mẫu mực đối nhân xử thế đúng đắn, được mọi người yêu quý. Năm 2024, phương diện gia đạo của nữ canh tuất sẽ êm ấm, thuận hòa nếu mệnh trù giữ tâm tính ôn hòa, hạn chế sự nóng giận. Nếu biết lắng nghe, hòa giải mâu thuẫn trong gia đạo thì sẽ gieo được mầm yêu thương, gắn kết giúp gia đình luôn thịnh vượng. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video năm vàng phát tài giàu nhất canh tuất 1970 vượt mọi tai ương, tài lộc rực sáng năm 2024. Cô bác anh chị canh tuất thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không? Tử vi sẽ tạm dừng một chút để hỏi han và quan tâm đến cô bác anh chị. Tử vi biết rằng thời tiết mấy ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông. Cô bác anh chị nhé, nếu cuộc sống này có làm cho cô bác, anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút. Đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường như này. Cô bác anh chị nhé, chỉ cần cô bác, anh chị còn mạnh khỏe thì tử vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để tử vi biết được cô bác, anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Tử vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự tử vi suốt chặng đường vừa qua. Canh tuất thân mến,
Nghe đến đây chắc hẳn bản mệnh canh tuất đã nắm được cơ bản về vận trình của mình khi bước sang năm 2024 rồi. Tiếp theo sẽ là tổng quan về sao chiếu mệnh, hạn tuổi, vận niên và cách hóa giải sao hạn của bản mệnh canh tuất trong năm 2024. Nam, nữ mạng canh tuất về sao chiếu mệnh. Đối với nam mạng năm 2024, nam mạng tuổi canh tuất có sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là hung tinh trong hệ thống kiều diệu niên hạn, chủ về thị phi phiền muộn. Sao La Hầu ảnh hưởng với nam tuổi canh tuất có tính cách hiếu thắng, nóng vội. Còn nếu mệnh chủ luôn sống lương thiện, đức độ, tránh xa thị phi thì không cần phải lo lắng, luôn có kế hoạch đề ra, chú ý đến giấy tờ hợp đồng thì sẽ tránh được phiền phức. Mọi dự định mong muốn được thực hiện đạt kết quả như ý. Đối với nữ mạng năm 2024, nữ mạng tuổi canh tuất có sao kế đô chiếu mệnh. Trong hệ thống kiều diệu niên hạn, sao kế đô là hung tinh chủ về thị phi hao tiền. Nữ mạng gặp sao kế đô, nếu giữ cho tinh thần tích cực, làm việc tử tế, phúc đức hiền lành thì sẽ giảm nhẹ được vận hạn. Năm nay nữ mạng canh tuất cần kiểm soát bản thân, dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói, làm việc cẩn trọng, không bốc đồng, luôn có sự tính toán kỹ lưỡng thì sẽ tránh được tổn thất. Tuổi canh tuất nam, nữ mạng về vận niên. Đối với nam mạng vận niên 2024 của tuổi canh tuất, nam mạng là dương thảo ngạn, có nghĩa là dê bên bờ cỏ được tận hưởng món cỏ non yêu thích rất thoải mái. Điều này báo hiệu cuộc sống của mệnh chủ năm này sẽ an vui, gia đạo an vui hạnh phúc, công việc thu về tài lộc tốt. Năm 2024, nam mạng tuổi canh tuất nên dành sự ưu tiên cho gia đình và sức khỏe nhiều hơn, khi có nhiều thời gian và sức khỏe để tự do làm điều mình thích. Xung vầy cùng gia đình, nam mạng tuổi 1970 sẽ có thêm nhiều niềm vui, cuộc sống hậu vận được bình yên. Đối với nữ mạng, vận niên của nữ mạng canh tuất 1970, năm 2024 là dương thảo ngạn, mang ý nghĩa dê bên bãi cỏ, được tận hưởng món ăn yêu thích là cỏ non. Năm 2024, nữ mạng tuổi canh tuất sẽ được hưởng cuộc sống sung túc viên mãn. Nếu biết sống từ bi hỷ xả, tự tạo niềm vui, giữ tinh thần lạc quan yêu đời, thì cuộc sống nữ mệnh chủ sẽ luôn đủ đầy thoải mái như những chú dê trên bờ cỏ. Tuổi canh tuất nam, nữ mạng về hạn tuổi. Đối với nam mạng, nam mạng tuổi canh tuất năm 2024 gặp hạn tam kheo, chủ về chân tay, đầu mắt. Do đó, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình, đi lại đường xa phải cẩn thận, an toàn cho bản thân. Muốn giảm được tác động xấu của hạn này, canh tuất nam mạng nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình hình. Mệnh chủ nên duy trì những thói quen tốt để cải thiện tinh thần và thể chất, càng bớt mong cầu, sống đơn giản thì càng hạnh phúc bình an. Đối với nữ mạng tuổi canh tuất sinh năm 2024, gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về sức khỏe kiện cáo. Để giảm trừ những ảnh hưởng xấu của hạn này, mệnh chủ nên chú ý cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng, đọc thật kỹ các điều khoản, tránh nhầm lẫn. Về sức khỏe thì nên chăm sóc đường ruột thật tốt, ăn uống điều độ, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho cơ thể thì sẽ giúp tăng cường đề kháng, phòng trừ bệnh tật. Cách hóa giải sao hạn. Đối với nam mạng, năm 2024, năm canh tuất có thể giảm trừ tác động xấu của sao La Hầu và hạn tam kheo bằng cách tu tâm dưỡng tính, gieo nhân duyên lành, làm việc thiện để tích lũy phước báu. Cổ nhân có câu: người làm điều thiện thì trời lấy phúc mà trả lại, kẻ làm điều bất thiện thì trời lấy họa mà trả lại. Mọi sự nỗ lực làm việc có ích, cứu người đều sẽ được đền đáp hằng ngày. Canh tuất nam mạng có thể tập thể dục nhẹ nhàng, thiền định, tĩnh tâm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, thay đổi thói quen nói không với việc hút thuốc, uống rượu, chất kích thích, nếu có thể để bảo vệ tốt cho các cơ quan trong cơ thể. Mặt khác, người xưa quan niệm vào năm sao xấu chiếu mệnh có thể làm lễ cúng dâng sao dài hạn. Nghi lễ này được thực hiện vào đầu năm tại chùa hoặc tại nhà. Lễ vật chuẩn bị tùy tâm, không cần cầu kỳ,
thể hiện được lòng thành kính và sự tôn nghiêm đối với nữ mạng. Năm 2024, nữ canh Tuất muốn giảm trừ tác động xấu của sao Kế Đô và hạn Thiên Tinh có thể làm lễ dâng sao giải hạn. Nghi lễ này thực hiện vào đầu năm tại gia hoặc tại chùa, mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm thể hiện lòng thành kính và sự tôn nghiêm. Điều quan trọng nhất để tiêu họa là mệnh chủ nên hướng thiện, khởi tâm, làm việc tốt, giúp đỡ người khác tốt lên. Nếu làm việc tử tế, sống đúng đắn thì sẽ nhận được những điều may mắn cát tường, tích lũy phúc đức không chỉ có lợi cho bản thân mà còn tạo điều kiện tốt đẹp, phát triển cho con cháu đời sau. Cuối cùng sẽ là phần chọn người hợp tuổi xông nhà trong năm 2024 cho quý bản mệnh nam, nữ mạng canh Tuất. Đầu năm mới, người Việt có phong tục chọn người hợp tuổi để xông nhà để cầu may mắn, tốt lành. Theo đó, vị khách đầu tiên đến chúc Tết sau thời khắc giao thừa là người xông nhà. Vận khí của người này sẽ quyết định đến thành công may mắn của gia chủ trong năm đó. Trong 12 con giáp, tuổi canh Tuất nằm trong mối quan hệ tam hợp, dần, ngọ, Tuất và nhị hợp, Tuất Mão. Khi chọn người hợp tuổi xông nhà, tuổi canh Tuất 1970 nên ưu tiên những người thuộc tuổi dần, ngọ và mão. Ngoài ra, có thể chọn người mệnh thổ tới xông nhà cũng rất tốt. Cụ thể, năm 2024, gia chủ tuổi canh Tuất có thể mời khách đến xông nhà có những tuổi sau đây để mang đến may mắn: Ất Mão 1975, Bính Dần 1986, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1998, Kỷ Mão 1999, Nhâm Ngọ 2002. Người đến xông nhà đầu năm không phân biệt là nam hay nữ, miễn sao là người hợp tuổi sống hiền lành, tốt bụng, đức độ thì sẽ giúp gia chủ được hưởng phúc khí và bản thân người đó. Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình, tử vi con số may mắn xin mời quý vị hãy nán lại ít phút, cùng con số may mắn lắng nghe lời Phật dạy về ân đức cha mẹ, để những bậc làm con hiểu và có phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có người từ nhỏ không chống đối, cãi lời cha mẹ. Cha mẹ có đánh có mắng cũng không hề cãi lại một câu. Bởi vì có lòng hiếu thuận như vậy, nên người đó được làm quan lớn, nhưng người đó lại chỉ vì cha mẹ có tiền lương hưu nên không muốn phụng dưỡng cha mẹ. Kết quả, ông người ta dù làm quan lớn nhưng cả đời không có bao nhiêu tài sản, còn chẳng bằng một người giàu có mở cửa tiệm buôn bán bình thường. Đức Phật Thích Ca nói, phụng dưỡng cha mẹ dù chỉ một chốc một lát, cũng có thể nhận được phúc báo vô lượng. Ngược lại, cho dù chỉ phạm phải một vài chuyện không hiếu thuận, cũng sẽ phạm lỗi không thể tha thứ. Một người hiếu thảo với cha mẹ, phúc báo của anh là ác sẽ làm quan. Một người biết phụng dưỡng cha mẹ bằng tài sản của mình, khí tài ngày càng sung túc. Thời xưa, mỗi vị quan khi xuất hành đều được che ô dù, cha mẹ tựa như tán ô đó vậy, che chở cho viên quan ấy. Còn kẻ gian thần tham lam nham hiểm, nhiều thói xấu, lại không có lòng hiếu thuận, đường làm quan của kẻ đó sẽ sớm bị chặt đứt. Các triều đại đế vương thời xưa đều vô cùng hiếu thảo, cho nên thường xề hướng đạo lý, chữ hiếu đứng đầu. Bởi vậy nên họ mới làm vua, làm quan lớn nhất, giàu có nhất. Lời Phật dạy về ân đức cha mẹ qua chữ hiếu trong Phật giáo. Trong cuốn kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về ân đức cha mẹ rằng, phúc báo của những người làm con biết phụng dưỡng cha mẹ là rất lớn. Đức Phật hỏi rằng tại sao ta phải chịu công ơn to lớn của cha mẹ? Đó là bởi vì cha là người đã cho ta giọt máu thành hình người, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ta 9 tháng 10 ngày, cho đến lúc ta cất tiếng khóc chào đời, sau đó lại hết lòng chăm bẵm, nuôi nấng yêu thương ta. Những ân tình đó đối với chúng ta sâu tựa biển, cao tựa núi kia. Nếu như bởi vì con cái không hiếu thuận, người làm cha mẹ dần sinh lòng trách móc, oán giận, thì đó chính là nhân khiến chúng ta bị đẩy xuống địa ngục hoặc chuyển kiếp thành ma quỷ súc sinh. Quả báo thường đến rất nhanh, cho dù có là Đức Phật, Kim Cang, Thiên Tiên đều không thể vãn hồi.
hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Nếu như có thể nghe theo lời cha mẹ, để cha mẹ vui lòng, như vậy sẽ nhận được sự che chở của chư vị thánh thần phúc lộc vô biên. Người như vậy được coi là người trời, hoặc là Bồ Tát chuyển thế, tới để trả ơn cha mẹ. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được coi là hiếu đạo, thì phải hội tụ được cả hai mặt là sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là sự lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng để cha mẹ không bị thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ không được khiến cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi, lòng thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chính đạo để cha mẹ hiểu rõ về thiện lành, thoát khỏi tạp niệm mê tín ra khỏi luân hồi nghiệp báo. Nhờ vậy, cha mẹ được sống an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Nói cách khác, một đời sống hành thiện, tích sức là hiếu hạnh, phát tâm báo ân còn là những điều tà ác, không có đạo đức là bất hiếu. Và đây là lời Phật dạy về ơn đức cha mẹ qua 10 công ơn của cha mẹ. Cha mẹ sinh ra ta có 10 công ơn như sau. Thứ nhất là ơn 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Từ lúc con mới chỉ là giọt máu rồi dần thành hình người mẹ đều hết sức che chở. Như đất mẹ ôm con vào lòng, khi con mới được một tháng trong thai, mẹ giống như hạt xương mong manh dính trên ngọn cỏ, sớm mới tụ động mà chưa đã tan, có lòng giữ được. Khi con được 2 tháng ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc đã chắc điều gì đâu. Khi con được 3 tháng ở trong thai mẹ, như cục máu đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác con nào biết chi. Khi con được 4 tháng trong thai mẹ, mới bắt đầu thành dạng thành người. Khi con được 5 tháng trong thai mẹ, con mới đủ 5 hình đủ chân tay đầu óc, con của mẹ. Khi con được 6 tháng trong thai mẹ, 6 căn mới đủ, mắt tai mũi lưỡi thân hình và ý. Khi con được 7 tháng trong thai, mẹ mới sinh đầy đủ 360 đốt xương, cùng là 84.000 chân lông. Thứ hai, là ơn lúc gần sinh con ra đời, trải qua muôn vàn vất vả, nặng nhọc, cực khổ, sắp đến ngày sinh nở, mẹ ngồi cũng mỏi, nằm cũng khó, đứng cũng đau. Mẹ sợ hãi, lo lắng khi sắp bước vào giây phút sinh tử cuộc đời. Khi con đến với bụng mẹ được 8 tháng, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chính khiếu mới thông. Khi con đến tháng thứ 9 mới đủ hình người ngồi trong bụng mẹ. Lúc khát con uống nguyên khí, lúc đói con ăn cùng mẹ, sinh tạng rũ xuống, thực tạng hướng lên. Thứ ba, là ơn sinh nở. Trải qua 100 khổ ngàn cực, cuối cùng mẹ đã đợi đến khi được trông thấy con, thân thể mẹ mở toang, nước mắt và máu hòa đầy. Chờ đến khi nghe thấy tiếng con khóc, lòng mẹ mừng rỡ thay cũng lo lắng thay về tương lai. Vẹn tròn tới tháng thứ 10 đến ngày mẹ được nhìn thấy con, nếu là con, hiếu chắp tay thu hình thuận lối mà ra để không đau lòng mẹ. Nếu là con bạc, dãy dụa vùng vẫy khiến lòng mẹ bút từng cơn, như cào như câu như ngàn mũi dao đâm vào gan ruột. Mẹ đau đớn vô cùng, nói sao cho tỏ, sinh được con rồi, mừng lắm, vui lắm con ơi, yêu con của mẹ. Thứ bốn, là ơn của đắng mẹ ăn, của ngọt dành cho con, thương con mẹ chẳng tiếc chi, cay đắng mẹ ăn, ngọt bùi phần con, yêu con mẹ nâng niu như vàng ngọc. Âu yếm chẳng rời tay những mong con no, con ấm, mẹ đói rách cũng vui. Thứ năm, là ơn suốt đêm chăm con, vì con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo để con, hai bầu sữa phòng khi con đói khát, hai tay này ủ ấm con khỏi gió sương. Thương con mẹ suốt đêm không ngủ, con say giấc nồng lòng mẹ mới được yên. Thứ sáu, là ơn bú mớm nuôi nấng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha mẹ thương con chẳng chê con xấu xí hay xinh đẹp, lành lặn hay quắp tay, quắp chân, sáng tỏ hay câm mù điếc. Bởi vì là con rứt ruột đẻ ra, nên dù thế nào cũng yêu thương con. Thứ bảy, là ơn dạy dỗ. Cha mẹ dạy con từ thuở lọt lòng, dạy con từ cách cầm đũa, cầm thìa để con tự làm ấm bụng mình, rồi dạy con cầm bút, nắn nót từng con chữ.
con lớn rồi lại dạy con đối nhân xử thế, làm người phải biết hành thiện tích đức, hàm ơn phải báo ơn, cha mẹ không dạy con báo hiếu cha mẹ cụ thể ra sao, nhưng phận làm con phải tự nhớ lấy cần chi cha mẹ chỉ bảo, nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo để thấy chúng ta đã hiểu sai như thế nào. Thứ 8, là ơn đi xa lòng mẹ thương nhớ, con lớn rồi, có công việc, có lý tưởng, hoài bão riêng của con. Cha mẹ ở chốn xa nơi quê hương, chỉ biết ngóng trông theo bước con đi, cầu mong con được bình an, suốt đêm thương nhớ, sớm tối vấn vương. Thứ 9 là ơn sẵn sàng hy sinh vì con mẹ bồng mẹ bế, nhường cơm xẻ áo, mẹ dù đói rách cũng vui, chỉ mong con lớn tìm bạn hiền mà chơi, tìm người đức mà nên đôi nên lứa. Thứ 10 là ơn cha mẹ trọn đời thương con, công cha và đức mẹ đấy con ơi. Cao sâu tựa trời, cha mẹ già hơn 100 tuổi, đầu óc quên quên nhớ nhớ, vẫn thương con 80, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay, lòng cha mẹ thương vẫn chẳng thôi. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung vận trình tử vi của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2024, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.